Tôi có tôi lên cụ and then mua mũi công viên nổi tiếng của Hà Nội Hoa Kiếm Baden Baden Square Tùng Nhạc Bắc Tùng Nhạc Vương Bắc Tàu Lý Thái Tổ Park Lý Thái Tổ Môn Miếu Lý Thái Tổ Tùng Nhạc Bắc Tùng Nhạc Reunification Tùng Nhạc Bắc Bắc Tàu Park Bắc Tàu Park Gạo Bạch Trắng Thảo, Bạch Thảo. Bắc Tàu công viên Bắc Tàu công viên Cầu Trời công viên Yên Sổ ok em I don't know Hà Nội Hoa Kim là Hoa Kim tôi đã đi tôi đã đi Hoa Kim là trung tâm của Hà Nội nơi là Old Quarter Hoa Kim Cô Hoa Kim nhà hát lớn Hà Nội nhà hát lớn là Opera House nhà Nhà hát lớn hát là music song music nhà hát and then Hoa Kim là Old Quarter hoàn kiến hô sủ Hoa mean hô sung tên sung là gì? mố mèo Sung hung tên sông sung Hồng sung sông hung Cang sung hung sung hung đi hay không? sông Còn Hồng sông hôm Hồng sông Hà Nội Hồng Hà Nội Hà Nội Sông Hồng Sông Hồng từ đến bay bắc nên Nam Ninh Tân Hòa Nam Ninh Tân Hòa Nam Ninh Tài Vinh Thanh Hóa nổi tiếng công viên nổi tiếng là gì ở Hà Nội công viên nổi tiếng á, công viên Bách Thú, Né. công viên vườn Bách Thú, À, bún mê thú. Bún mê không có nhớ. vườn Bún. Bách Thú, thú mui đi mà công quân công viên công viên Yên Sở, công viên Cầu Giấy, công viên Bách Thảo. Hà Nội có nguồn bán nào Nói chuyện nè Yumran ở trong kỳ sở nè công công viên viên Tùng Yên Nhạc Sở. nè Công viên Thống Nhất, nè công viên Thống Nhất, Tùng viên Tùng Nhạc công viên Thủ Lệ, công viên Thủ Lệ ở đi sở gần Cầu Giấy, Cầu Giấy các cầu ấy, Hỏi gì là sao cả tàu đó? công viên Thủ Lệ, Công công viên. viên ở Cầu Giấy, Cầu Giấy soi ô
Công viên thống nhất Không không nhận yếu sở này này Hoàn Kiếm Hồ Cả Cầu, à Hoàn Kiếm Hồ Xu Cả Cầu, công hoa viên kim thống nhất. yeah yeah hoa kim là hiểu bay bay tung Công tung viên đó tung là gì ông Han cùng quân nhỉ. à Công viên thống nhất, công viên Yên Sở, chị P à, chị P na cho ư chị cá cào ấy dập à, để cả cào yếu à, Yên Sở. căn 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 vùng biển nhà căn nhà vùng biển tốt nhất là căn nhà em à Yên Sở, Yên Sở, nè Yên Sở, à Yên Sở cùng quân à chịp chịp chê chịp à chê chịp chê chịp cặp bao bao cầu bao yếu nhiêu km bao nhiêu km khoảng 500 năm ô bé à năm ô trăm bé km mịt thỏ mít tận à cần à cò cò cô nên đi bộ cò 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 ro so cái sủi sòi à công viên tông nhất à đi bộ khán check bài nhạc cái này à nè này 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 sân check hà cô undong mà đi hay không à nè cũng à, chưa các cơm rồi undong gió kỳ so à rồi undong à cứ cứ thảo mẹ không ngon ở tên đồ thì sợ đồ hô tay không ngon thì sợ hô tay Hồ Tây á. Hồ không Tây nên thì nên nên công viên Hòa Bình. Hòa Bình gần hồ Soho. ê ý sợ Soho. Yogi Punika, công viên Cầu Lenin, rồi. you know hàng ngày không? Lenin Park, in the day. Công Ờ viên tí. Lenin, Yogi Lenin. Công viên không? Lenin ở đường tàu Hà Nội à, Lăng Chủ tịch. Để Lenin. Lenin cũng à, Lenin cũng quân to, hiểu không hiểu. Cái đó mẹ, Imperial Citadel of Tăng Nông, Tăng Nông xong nhỉ, gọi nó. Tân nông xong tân 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 nông tân nông tân Thăng Long. nông yeah. Thăng Long là Quang Hoàng thành Thăng quang Long. tên tân nông Hoàng thành Thăng Long. ý chú vương à mà đồ hô tai hô bay nam hô tai bay nam qua hô tai là nổi tiếng di sản văn hóa phu chủ tịch thống nhất cũng đi của phu chủ tịch và lăng chủ tịch mẫu số Tiếp lượng tục. thiên nhiên quan đi của thế kia từ vùng bắc hàng vùng ngân trong ngân này nè trong ngân Nè trong quần vườn bách thảo trong quần quần nèo Vùng Bắc Tàu Hà Nội xong rồi trong quần yogi ga phố Hà Nội qua đông nổi tiếng yêu mê ngàn thắng số gạt thêm bảo tàng mùi chuột bệnh bệnh nam yếu 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 thắng mùi vàng yếu yếu thắng nè thì nè xui bằng môi quản Vào tầng fine arts. Số là hô tay là lôn. nè cho chị nan đi thi nàn ở đâu tôi đi vô, tôi là đi vô hô tay. Giống như khó đâu phát sợ hô tay. có ra bà sơ á. Nè nè nè, hát cây Wow. là cái tệ nè. Tôi đã đi Hà Nội. Năm lần Năm lần thả sắp bôn khả à, bạc sắp còn nè nè Hà Nội mà thả sắp bôn dùng được thật sự rồi kêu sao ok game hoa 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 tay dù thắng nhân cầu đề
mà đúng sau năm trước, mà đúng năm trước tôi Mùa đây đông đi. năm ngoái, là năm ngoái là Anh nhận tràng nhon one year ago 작년에 tròn. 2023년에 하노이에서 가 하노이 또이다디 댄 가빈빈 탄포 빈 갔어요. 기차 타고 따오호아 가 하노이. 가 한노 네, 하노이 한노이 하노이에서 기차 타고 빈시티 갔어요. 그래가지고 Hòa빈시티 Bình, Hòa Bình, nó không hòa bình Ninh bin Bình, bin bin city tan à po Vinh, 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 bin tan po bin tan Vinh, po bin Vinh, bin cơ Vinh quê hương của Ho Chi Minh, chủ tịch Hồ Chí Minh. là thì Ho Chi Minh quê hương bin 가봤는데 여행하고 다음에 또 후에 갔어요. 후에 이 후에 그래서 조금 알아요. 우리 센터 포 네이처 컨서베이션 또 공변 누코타이 있네요. 여기 공변 누코타이. 네, 맞아요. 공변 nước hồ Tây. 여기서 물놀이도 해요? 네, 물. 여름에 놀이, 물놀이 해요. 물놀이 그래요. 했었어요. 너무, 너무 커요. 호타이 워터파크 있어요? 사람 많이 가요? 네, 여름에 사람, 많은 아니, 사람이 와요. 그러면 여기 입장하면 저기 무료예요? 면피 오 파우뉴티엔 수중 공변. 아, bao nhiêu tiền ăn món ngân 500.000 50만 동 남짱 남짱 네 50만 동. 놀이시설이 놀이공원이니까. 오케이 놀이시설 오케이. 아 놀이시설 많고 물, 수영 할수 있어요. 네네 여기 그아예아 수영장 포디보 진공소 나면 워킹 스트리트예요? 포디보 보디보 지금 써나 워킹 스트리트 하노이 보 워킹 스트리트 보디보 포디보 지금 써 걸어 다닐 수 있는 곳 진공선 진은 정 아니에요? 공선 Tịnh Công Sơn là정공성 누구 사람 이름이에요? 여의젠 dọc xa인물 이름 mùi i름 이에요? 진공성 아마도 이름이 찡 하면 정이에요. 정찡 아마도 정정 정. 네 또일라 정 네. 또일라 찡 정. 네 또일라 정경식 찡 오케이 경식 예 정경식 찡네네그 또일라 정경식 찡 là chị con là Khánh à장아 con là Khánh mà sao경민 관관 경치 관뷰관식라 plants thức thức xích là chỉ xích chỉ xích là chi thức 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 ok naju nge hancha kote ju juhan juhan hancharo naju nge sojukeyo ok thịnh ande thịnh ande thánh thức ten ten Tên của Hàn Quốc là Trung
라주한 그 한국 사람들 이름 대부분 한자예요. 그래서 보통 성 알죠? 성이 이름이 뭐예요? 성이 뭐예요? 그러면 성은 정, 이름은 정식이에요. 그러면 예를 들어서 찐꽁손 하면 꽁손이 이름이죠. 찐성, 땡볕. 그 비슷해요. 아마도 쌤쌤. 오케이. 보디보는 워킹 스트리트. 아마도 이거 걸을 수 있는 어떤 자동차 없죠? 여기 자동차 안 가지고 일본 있어요. 보리보 직공선 걷는 거. 걸어서 그러니까 자동차 없어요. 홍고 어떠? 네 자동차 없고. 저기 없고. 새차 네. 자동차니 오토바이 모두 못 들어가요. 네, 없어요. 그 사람들 걸어 다니고, 그 다음에, 공원. 오케이. 그 잠깐만, 다음에, 근데 이 곳은 네. 아직 안 가봤어요. 오케이. 네네, 알겠어요. 가본 적이 없어요. 오케이. 그리고, 저는 보통 환경 모습, 이거나? 네, 차이라 가끔가 자녀가 가요. 네네네. 그 다음에, 여기는 정원인 것 같아요. 호황의 정원. 文化的 문화의 꽃야탄. 원왕의 또 예쁜 네, 그리고 원왕 여기는 아직 사람들 많이 안 살아요. 골프. 하노이 골프 있어요? 시프라 클럽. 그 다음에 롯데몰 다이호. 롯데몽 어바딘 여기 시부자 네. 피프차라 공변? 아니에요. 그 도시. 이거 신도시. 여기에 뉴 아파트 만들어요? 네, 뉴 아파트 많아요. 옛날 지도? 구글 옛날 지도? 새로 신도시 네. 생겼어요? 진짜 옛날 지도. 오케이. 아파트 이렇게. 이거. 이렇게 생겼어요? 아파트, 오케이. 어디 보지? 여기 지하철도 있네요. 지하철. 가냐탄. 맞아요? 아닌가? 네, 그럼 일단 봉변. 하노이는 어디가 가장 살기 좋아요? 가장 살기 좋은 곳은 어디예요? 그러니까 하노이 사람들이 가장 좋아하는 곳. 호수 호수 바로 호땅인데 서호 서호 가까운 곳이 가장 좋아요? 산책하기 좋아서? 디봉? 리보 네. 서호 너무 커서 못 내가 많은 사람이 저기서 살아요 많이 살아요 오케이. 서호 주변에서 많이 살아요? 네 오케이. 주변에 네, 많이 살고 외국인 많아요. 외국인도 많고. 한국 사람들은 하노이에서 주로 어디 많이 살아요? 주로
Chủ đô là Soho. Nè. Soho Mỹ Đình. Meeting ở đâu? Nè, Mỹ Đình mà nè mà đi xa ra rồi. Meeting 어디쯤에 있어요? Mỹ Đình Cang Nam để sao? 남쪽 있어요? Vinhomes Time City 있는데. 남 qua Cang Nam còn mùi cà네. cao ấy chủ đoàn này Meeting 강남 건물 근처에 있어요. 네 Mỹ Đình Cang Nam còn mùi Cang Nam còn mùi chủ đoàn này근처에 있어요. 근 trời gì강남 건물은 뭐가 강남 건물이에요? 경남. 강남 아니, 경남. 강남, 경남 빌딩. 큰 빌딩. 네. 그거 아마 경남 기억이 됩니다. 경남. 네, 어딘지 알고. 강남 건물은 미딩에서 있어요. 네, 알겠어요. 어딘지. 그리고 그 다음에는 어디, 만약에, 공원 또 있다 그러면 어디 공원 좋아요? 공벤 뚫레. 뚫레 공원. 공원 둘레 유명해요. 아, 옛날 부터. 옛날 공원이에요? 네, 공원 둘레 rất là động vật Yeah. thùng đồ thùng mùi bán nào.네네. 동물. 어떤 동물 많아요? 기린. 동물원도 있네, 동물원. 맞아요? 동물, 아, 네, 동물 둘레, động둘레. vật 기린. 많아요. 다울롱, 시우톡, 붕, 뚜, 하노이. 다울롱, 시우톡, 붕, 붕은 정원이죠. có cả nè có동물원. công thủ lệ công quân ăn nè동물원. có host trong hô su ít cô thủ môi màn cô Nè. có cả nô công việc si soi nô đi nô đi si soi má Biết nào rồi. 하노이 공원의 특징은 호수 있어요. 호수가 많아요. 네, 맞아요. 호타이, 호아키엠, 봉벤툴레, 그집 근처에 있는 공원 뭐라고 했죠? 딸라? 거기도 대부분 호수. 공원 내 호수 있어요. 오케이. 포노탄. 하노이도 호수가, 잠깐만요. 여기 한번 볼게요. 호아겜, 바딘 스퀘어. 이건, 바딘 어디예요? 바딘? Ba Đình là chỗ궁? đẹp thông nhong Ho-chi-minh 마우솔룸. 딱 이거 아마 묘인 것 같아요. 오케이. 바딘 스퀘어. 랑투틱 호치민. 네, 왁중 lăng chủ tịch바딘. Hồ Chí Minh Ba Đình nghe sao? À, Ba Đình nghe sao? 여기가 호아키엠 근처, 아니요, 호타이 근처예요. 네, 호타이. Hồ Tây sao Hồ Cần가까워. Trời đã cao rồi. 오케이. 그 다음에, 아까 봤어요. 동얏 박 봤고, 왜, 동얏 호타이 봤고, 붕박 따오.
Vườn Bách Thảo. Vườn Bách Thảo ở Ba Đình đấy. Vùng Bắc Tàu là từ từ Trong Chào Nguồn Nguồn. Chào Nguồn. Sinh Nguồn Nam Sinh Nguồn Mô. Nam Mô. Nam Mô mà nào. Ok Vùng Bắc Tàu Hà Nội ok ok tôi có kinh cuốn sân này không Sao vô cần giỏi không? Sau kinh xoay ưu nương ăn công an chú mà nhìn vùng Bắc Tàu Hà Nội thì ta mê lý ta chỗ Pháp thì có nên lý thế chỗ yọc xa im mưu đi chỗ yọc xa im mưu Lý Thái Tổ là Hoàn Kiếm lách Quang trên kinh xoay á nè, Hãy cần giò ở Hoàn Kiếm, hô hô su cần giò. lý thế tôi gọi từ vùng nhô 있는데 아니에요? 왜 왜? 아, 호아캠 밑에 또 가든 여기 호아캠 옆이네요. 네, 완 게임 옆에 있어. 환캠 환 호아캠 어딘지 알겠어요. 호텔 휴. 리테 Vườn hoa Lý Thái Tổ. ok. 리테 또. 그다음에 똥얏 박 아까 봤어요. 똥얏. 아까 똥얏은 Thống치킨 nhất생각하지 않았어요? công nguồn, thống nhất công nguồn nè,예. 치킨 쪽. coil nè, coil ok. nó muốn coil Nhịp đồ bà bảy Bắc Tàu ở đâu? Bách Thảo, công viên Bách Thảo. À, dạ Bách Thảo là công viên vườn thú đây, vườn công viên Bách Thảo là công viên chủ lệ à, không nhỉ? Vùng Bắc Tàu Hà Nội 같은 거네요, 거기. Vườn Bách Thảo. 호텔 근처 같은 거예요. 아니, 박다오하고 vườn Bách Thảo. 이거. 가오차이. Công viên Cầu Giấy. 가오차이 디스트릭 오다오? 가오차이는 어디예요? Cầu Giấy ở gần Mỹ Đình. Mỹ Đình cả cao rồi. 그 경남 빌딩 가까워요? 강남 빌딩 가우차이 Nè. Mỹ Đình cả cao rồi. công viên Gaozai Không biết cầu đấy. có nhà Hà Nội Park View công ty công viên Gaozai District 있어요 Gaozai District Cầu Giấy. District 여기도 공변 새로 짓는 것 같은데 여기는 공변 무이딘 무이딘 공변 C1 공변 무이딘 Công viên Mỹ Đình.공변 뚜레 뚜레는 아까 봤죠 Công viên Thủ까우짜이 Lệ.뚜레 Thủ옆에 Lệ ở Cầu Giấy đấy. Dickbunghao 여기도 호아킴 호타이에서 그렇게 멀지 않네요. 봉변 가오자이 미림 미림 엔화 다음에 옌소팍 Nên sở các chip chơi chip p cả cộng집에서 갔다 온 아까 봤던 엔소박 ô yên sở công quân nè,네. nó mua khoi. Gần như là có ý cả trang큰 호수 Hanoi,하노이에서 가장 큰 공원 Hanoi cùng quân chúng nghe.가장 큰 공원
Đây, Cà Trang khưn. Cà Trang khỏi. nè. Công an 한 Mà바퀴 돌면 몇 시간 걸려요? 한 시간? bao nhiêu cây số nhỉ? À, 10 17 cây số à? đó. 10 17km. 아, 여기 한 바퀴 돌면 17km예요. 네. 어디요? 와이엔소. 돌린담. 너무 커요. 오케이. 여기 옌소도 있지만 린담도 공원이에요? 링담 아니요. 링담 là 호수. 그냥 호수. 네, 호수. 호수예요. 오케이. 대략 하노이 공원은 많이 본것 같아요. 이러는 곳은 어때요? 에코팍 이런 데는 가면 보기 좋아요? 여행하기 좋아요? 에코팍? 여기도 공원이에요? 예. 에코박 thì Hanoi 아니에요. 아, 에코팍은 송광 건너편에 있는 곳이라서, 그러면 하노이 아니면 어느 동네예요? 에코박 흥이 홍강 동쪽은 빵린이에요? 하이중? 하이중? Hải Dương, Haizung? 하이중이에요? Hưng Yên, Hải Dương. 아, 그러면 에코팍 흥예는 하이중에 속하는 곳? 하이중 아닌데 하이중 말고 흥예 하이중 흥예 흥예이네요 에코팍은 흥예 네, 제가 봤 Hưng Yên, 그다음에 하노이 빵린 Hanoi 에서 20 à? 20km 정도 돼요? 떨어져 있어요? 있어요. 하노이하고 빵린하고 붙어 있네요. 그럼, 아마 나중에, 하노이하고 하이중, 빵린, 지하철 생기면, 가까워져요. 아마도 공변 하노이에 만약에 부동산 일하면 어디에서 일하는 게 좋아요? 아, 저는 nếu mà Tom San ý라면 thì meeting. 미림 쪽에서 네, meeting 쪽에서 일하고 싶어요. 오케이. 그 미림이라면 아까 있던 까우 거기 얘기하는 거죠? 쪽 가이 둘레 호합기 공벤 둘레 공벤 까우차이 이 근처 얘기하는 거죠? 홍벤 호듀호와 메이딘 여기 때 메이딘 여기 얘기하는 거죠? 맞죠? 미딘. 홍벤 호듀호와 메이직 맞아요? công viên điều mai dịch anh그럼 ở어디? chỗ Mỹ Đình Trung Hòa này, nói chung là gần Yeah. 산동동 đây,꾹지암 메이딩 Ùn Đông Tràng. 메이딩 여기 이 근처 네, 미 근처예요. 여기
Do kia À qua sai. mình à ý con chơi chú thích mà này không? Nè, mà nào. K러면 여기서 사람들이 많이 살아요? 미딘 Nè.아 Mà nè. Abatu. Chịp mà nào.아 오케이 그럼 이쪽에서는 여행 가는 사람들보다는 그냥 아마도 하노이에서 일하러 가는 사람들 많이 살아요? Sì. 일 람백 공백 No. 오케이 메이딘 바오땅 하노이 메이딘 운동장도 있고 난무이 공변 미딘 공변 미딘 있네요 여기 맞아요 아직 공변 미딘. 근데 지금 다 짓지 않았어요 완성 Công viên Mỹ Đình nhá.예 네. 완성 안 됐어요 완성 그러면 Chưa từng cá bôn chọc kia học sòi.아 그래요 여기 그 영화관도 있고 그러네요 여기 Phổ thông. Tôi chỉ đi công viên. Chịp cần giò ấy. Trả chu. Cài. Phổ thông.그러면 미딘까지 미딘에서 일하면 미딘으로 출근해요? 네. 이렇게? 아, 그러면 얼마나 걸려요, 미딘? 30분. 30분. 여기 있네, 경남 랜드마크. 강남 아니고, 네. 강남. 강남 아니고, 강남. 경남이야, 경남. 마틴 강남. 싱베스로 아마 갱남인데 아마 경 경남 Việt 아? 예 경 왜냐면 Việt. 경남 건설이 아마 이거 공사한 걸로 알고 있거든요 그리고 야항과 강남. 예 그래서 경남이에요 강남 아니고 경남 아니 강남. 경남 예 경남 베트남. 이 베트남 사람들은 강남 라고. 얘기 불러요? 오케이. 불러요. 강남, 네. 강남. 오케이. 강남, 오케이. 강남. 강남아. 경남. 한국에는 경남 지역 있어요. 그래서 그래요. 아, 경남. 네, 근데 강남, 오케이, 오케이. 근데 아마 한국 사람은 강남 하면 잘 모를 수 있어요. 나도 잘 헷갈렸어요. 경남 하면 한국 사람은 알 거예요. 아, 네. 경남. 여기, 그리고 이 근처에, 여기 경남도 미림이에요? 미딘이에요? 강남 그 quận 뭐 따복 있고, 강남 Mỹ Đình cao rồi này여기는 아마 뉴타운이에요. 다 대부분 신도시. 약간 그 집이 새로 진 집이 많아요. 뉴 플레이스. 네, 새 nhiều 새로 지은 집. 새로 집 새로 아파트